Phượng xin kính chào quý vị. Hôm nay Chủ nhật ngày 8 tháng 12 2019. Đến với BTV sáng nay gồm có phỏng vấn đặc biệt kỹ sư Đỗ Như Điền để tìm hiểu về một di sản lớn của nền đệ nhất Cộng hòa qua tác phẩm Chính đề Việt Nam. Để mở đầu, Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi phần 10 do Phạm Bá Hân thực hiện. Ở trong những cái điều kiện của cái lập trường của cái lập trường của trong cái sách này thì cũng có đề cập đến cái vấn đề mà cần phải chỉnh đốn Việt ngữ. À vâng, anh mà nhà giáo mà lại vừa là đã đây là cái vấn đề mà nhiều. Đây là cái vấn đề mà anh nhớ là khi thời mình còn đang đi học đấy. Dạ. Thì mình đã nghe tới là vì thế này, anh nhớ mình học hóa, mình học triết học, mình học các cái thì danh từ Việt Nam của mình nó phong phú, nhưng mà nó phong phú về cái lĩnh vực gọi là trừu tượng. Nhưng mà nó không có đủ những cái ngôn từ để vào khoa học. Đấy. Thế thì bây giờ mình Tây phương hóa, tức là mình nhập cảng, mình thu thập những cái kiến năng của thế giới Tây phương. Thì dùng những cái sáng chế của người ta, ngay cả cái ngôn ngữ của họ nó cũng chưa có nữa. Thế thì họ phải đặt ra những cái chữ. Thế thì bây giờ từ cái đó đưa vào để mà giới thiệu cho người Việt Nam, thì cái ngôn ngữ nào để cho người Việt Nam hiểu được cái khái niệm đó? Vâng. Đấy. Chứ hiện nay chứ nói một câu nhiều khi nhiều người mỗi người hiểu cái khác nhau. Dạ vâng. Thành ra khi mà trong này tác giả đưa ra cái vấn đề chỉnh đốn ngôn ngữ thì có hai phần. Phần thứ nhất là dịch thuật. Yeah. Tất cả những cái kiến thức từ nước ngoài đưa vào thì phải dịch ra và dùng ngôn ngữ Việt Nam. Thì nó có lúc đấy có hai khuynh hướng. Anh nhớ trường y khoa chẳng hạn thì mãi tới năm sáu mấy bắt đầu mới dạy bằng tiếng Việt. Còn hồi xưa là các giáo sư dạy bằng tiếng Pháp. Đó. Mà nếu không có danh từ tiếng Việt thì cũng kẹt, và sinh viên không hiểu. Yeah. Nói cái gì. Thế thì đó là vấn đề chuyển dịch. Và khi dịch thì đúng là chữ dịch. Dịch nó nói xê mẹ đi chút rồi. Nó nói sai rồi. Thành ra đó là một cái trở ngại. Cái trở ngại thứ hai là ngôn ngữ mà trong cái kỹ thuật thì nói thế nào nó phải hiểu rõ như vậy. Vâng. Thành từ cái câu nói cho tới chữ viết, chẳng hạn như Việt Nam chịu ảnh hưởng văn hóa Trung Hoa, và trong cái bốn cái nước nó gọi là tứ đồng văn, tức là Tàu, Việt, Nhật, Đại Hàn, thì nó tượng hình. Đó. Rồi chữ rồi ghép cái này cái kia nó ra nghĩa khác, thành người ẩn ý này ẩn nghĩa khác. Nếu mà danh từ khoa học đấy mà làm như vậy thì chết. Đấy. Không biết là điện âm điện dương mà ông lộn thì nó nổ thấy mồ. Thành ra đó là cái vấn đề dịch thuật và áp dụng. Vậy thì ông này trong cái sách cũng đề nghị là phải cải tiến chữ viết, chuyển chữ Việt để cho xây dựng một cái câu văn, một cái câu nói nó phải minh bạch rõ ràng. Thành ra Việt Nam mình sau này thì tôi thấy nó loạn hết rồi. Yeah. Nhưng mà cái thời mình học đấy thì anh biết đặt một cái câu nó phải đúng. Đúng rồi. Đâu là động từ, danh từ, tính từ, trạng từ, và nó đọc lên là ai cũng phải hiểu nó như vậy. Yeah. Đấy, nhớ không phải là gì đó ngôn tại ý ngoài hay là vân 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 vân. Thì trong cái đề nghị đó nó có cái vấn đề đó, có trong cái cuốn sách nó có vấn đề đó. Đây là một vấn đề lớn này, vấn đề đó không phải nói vấn đề văn học đâu. Vâng. Mà nói đến vấn đề áp dụng chung cho cả cái thế giới, và cái chuyện này nó không thể một sớm một chiều làm được. Dạ. Yeah. Yeah. Tới sau này bây giờ đó thì người ta đẻ ra những cái chữ mới, đôi khi những cái chữ nó rất là quái dị. Ông Bùi Hiền được không? Rồi cái anh nói chuyện ông hiện tượng Bùi Hiền này còn quái đản hơn nữa. Thì đó là những cái mà cũng gọi là sáng kiến đi. Sáng kiến. Nhưng mà đó. Cái đó sáng tối với sáng kiến này cũng là cải tiến. thì đó là cái chuyện mà trong cái chi tiết mà anh nói. Vâng. Tới là cái chuyện đó thì anh. Yeah. Thưa anh, trong cuốn sách này ông Bùi Du có đề cập đến cái kỹ thuật Tây phương hùng mạnh nhờ hai cái nguyên lý. Vâng. Cái nguyên lý mà ông cô lại rất là hay, cái mà nguyên lý căn bản này để mà cái nguyên lý căn bản để sáng tạo kỹ thuật đó. Vâng. Tức là mình đã thu nhập kỹ thuật Tây phương rồi, bây giờ mình sáng tạo hơn,
Nhưng mà bây giờ phải có hai cái nguyên lý này, mình phải luyện được hai cái nguyên lý này, tức là chính xác trong lý trí và ngăn nắp và minh bạch trong tổ chức. Đây là một cái vấn đề mà trong cái vấn đề khi mà ông ấy đặt các vấn đề của xã hội Việt Nam, trong cái kho tàng Việt Nam, trong cái gọi là cái sở hữu của Việt Nam ấy, nó có vấn đề tổ chức. Xã hội Việt Nam rất lộn xộn trong vấn đề tổ chức. Nếu mình coi suốt cái chiều dài lịch sử của Việt Nam đấy, thì nói thẳng ra nó không có cái tổ chức theo khoa học. Đa số nó là cái sáng kiến của cá nhân, của từng vùng, của từng miền. Thí dụ như mình lấy một cái mà đâu mình cũng thấy nó cũng tốt, đó là cái tổ chức xã hội làng xã. Làng xã. Nhưng mà trong cái mỗi cái xã hội làng xã ấy thì nó cũng không có thống nhất. Nó không thống nhất. Vì vậy mà từ cái đó nó mới đưa tới cái vấn đề gọi là ở xã hội từ trên xuống dưới nó chưa ổn định. Và muốn ổn định như vậy thì phải có ngăn nắp. Và cái Tây phương ấy thì nó vì nó là vấn đề khoa học, nó dựa trên khoa học, thành cái gì nó phải đâu ra đó. Nói một là một, hai là hai. Cái này nó như thế này là nó có những cái khung đó. Chứ không phải là muốn làm thế nào thì làm. Do đó trong cái vấn đề ổn định tổ chức thì ông ấy đưa ra là từ cái ngôn từ cho tới cái tổ chức nó phải rất rõ ràng, minh bạch. Đó. Thì cái này của mình cũng dễ hiểu thôi, rất là thông thường, nhưng mà thực hiện rất khó, rất khó. Đó là cái là suy nghĩ không phải chính xác. Và thưa anh như thế này, cách đây mấy năm 7-8 năm tôi có đọc một cái bài, thì trong này có hỏi cái ông bác sĩ Xi Wenguang, ông đại tướng bệnh viện 301 Bắc Kinh, thì như vậy tại sao mà người ở bên Trung Hoa bây giờ cứ thích gửi người sang Mỹ tu nghiệp ở cái nghiên cứu sinh tiến sĩ. Thì ông trả lời như thế này, ông đại tướng Trung Quốc trả lời, họ phải đến để học cách tư duy của người Mỹ. Thì cái tư duy của người Mỹ mà ông bác sĩ mà đại tướng ở cái Trung Quốc này nói đấy, thì nó có giống với cái đức tính này không anh? Tức là chính xác trong lý trí và ngăn nắp và minh bạch trong tổ chức. Thì rõ ràng là mình sống ở cái xã hội Mỹ, mình thấy nó như vậy. Anh thấy xã hội Âu Châu nó như vậy. Thầy thấy là... Thành ra cái vấn đề khi mình làm khoa học đó, thì mình không có cái chuyện gọi là uyển chuyển. Anh pha axit này với cái này thì nó ra cái kết quả này. Chứ không nó ra cái kết quả thứ hai được. Đấy. Không thì... có phép vua thôi lại làm. Thành ra không có cái chuyện gọi là du di như vậy. Kính thưa quý vị, chương trình BTV đến đây xin tạm ngừng. Chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông báo và quảng cáo. Kính thưa quý đồng hương, thay mặt ban tổ chức, xin trân trọng kính mời quý vị đến tham dự đêm ca nhạc Giáng sinh và quê hương được tổ chức vào ngày thứ Bảy 21 tháng 12 năm 2019. Chúng ta đến để vui mừng Giáng sinh và cũng là dịp để chúng ta bày tỏ lòng thương xót về những đồng hương của chúng ta đang sống khốn khổ tại Thái Lan. Mọi sự đóng góp xin gửi cho Hội Người Việt Dayton. Chân thành cảm ơn quý vị. Nếu quý vị muốn đặt bàn, xin liên lạc với ban tổ chức trên poster. Trân trọng kính mời, thay mặt ban tổ chức, Đinh Viết Bình và Đỗ Cao Trị. Thưa quý vị, một trong những đại công ty nổi tiếng đang sử dụng ghế massage của Luraco đó là Cisco. Mỗi trung tâm nghiên cứu như vậy thì ở Cisco có để nhiều phòng và trang trí rất là nhẹ nhàng, yên tĩnh để những người chuyên gia vào nghỉ ngơi hay gọi là relax. Thưa quý vị, họ tin rằng sau khi ngồi ghế massage Luraco xong, những người chuyên gia này sẽ làm việc hiệu quả hơn. Ví dụ đây là một phòng lớn trang trí rất là đẹp, và Cisco để 6 ghế massage Luraco. Qua cái building khác thì Cisco họ để mỗi phòng mỗi ghế riêng. Thưa quý vị, để bước vào được những cái công ty lớn như Cisco hay là các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ không phải là chuyện đơn giản. Rõ ràng ghế massage của Luraco đang khẳng định vị trí vật lý trị liệu hàng đầu. Sức khỏe là tài sản lớn nhất của đời người. Khi cần đến ghế massage,
xin quý vị hãy gọi cho Luraco 1-800-483-9930, 1-800-483-9930. 1984, Eden đã trở thành một trung tâm thương mại của người Việt lớn nhất tại miền Đông Hoa Kỳ, với những con đường mang tên của các chiến sĩ anh dũng hy sinh cho miền Nam tự do. Với 120 cửa hàng, Eden tọa lạc tại Wilson Boulevard, Fort Church, Virginia. Eden được kiến trúc giống chợ Bến Thành để gợi lại cho chúng ta niềm nhớ Sài Gòn trước năm 1975. Eden phản ảnh được trung tâm thương mại và văn hóa Việt Nam. Muốn biết thêm chi tiết xin vào trang nhà www.edencenter.com. Văn phòng luật sư Frederick J. Day. Văn phòng chúng tôi đã đem đến sự đoàn tụ cho nhiều gia đình và du lịch từ Việt Nam sang thăm thân nhân, bảo lãnh cha mẹ, anh em, hôn thê, hôn phu, vợ chồng, con ngoại hôn, xin visa re-entry permit, lập công hàm độc thân, bênh vực khi bị trục xuất, kháng cáo vì hồ sơ bị bác tại Việt Nam, điều chỉnh tình trạng cư trú, lập thẻ xanh, green card. Sẵn sàng phục vụ đồng hương tại địa chỉ 5641 Columbia Pike, Fort George, Virginia 22041, số điện thoại 703-845-1999 hoặc 703-845-8723. Kim Phụng Bakery có nhiều loại bánh và thức ăn to go, có cả chả nướng, chè đủ loại. Nhận đặt bánh sinh nhật, bánh cưới, bánh mừng ra trường và bánh họp mặt gia đình. Nhân dịp mùa lễ, Kim Phụng Bakery có nhận đặt bánh kem mừng Giáng sinh, Bush the Noel, được sản xuất tại chỗ và trang trí đẹp mắt. Kim Phụng Bakery tọa lạc tại Eden Center, mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng đến 8 giờ tối. Điện thoại số 703-534-4525, 703-534-4525. Hải sản Phương Bình, tôm khô Louisiana, khô cá đù Texas, hương vị quê hương, đảm bảo vệ sinh, giá rẻ, hàng gửi tận nơi, không tính cước phí. Vui lòng liên lạc Bình 404-988-4433, 404-988-4433.